kênh Đất và Điện Tây Giá Phong Hòa xin mến chào quý chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường tỉnh lộ 4A, xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em là có sản phẩm đó, cực đẹp luôn nha quý anh chị. Đó, thuộc xã Ngãi, huyện Long Điền quý vị ha. Tại đây anh chị đi lên ngã ba chợ Bến, đi khoảng độ tầm chưa đến 1 km rồi đi về thành phố Bà Rịa khoảng độ tầm 3 km nha quý anh chị. Đó. Rồi đi về quốc lộ 51 ha. Về quốc lộ 55 đi hướng này hết nha quý anh chị. Đó. Thì hôm nay em có sản phẩm ở đây. Đó, đường này là đi về biển Long Hải, đi khoảng độ tầm 7 km thôi. À, tới biển Long Hải quý anh chị ha. Đường tỉnh lộ 4A nha quý anh chị, rồi về Phước Hải rồi về thành phố Vũng Tàu quý anh chị ha. Đi qua cầu Club là tới thành phố Vũng Tàu là đi khoảng độ tầm 8 km là đến quý anh chị ha. Thì hôm nay em có sản phẩm đây. Đó, đây đi vô khoảng độ tầm 30 m thôi là đến nha, lô đất của mình nha quý anh chị. Đó, thì em đi bộ vô luôn cho quý anh chị xem. Đó. Đó, mình đất của mình là đường nhựa vỉa hè, làn đường các thứ đầy đủ quý anh chị ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, khu dân cư nè. Đó, đèn đường chiếu sáng là các thứ đầy đủ nha quý anh chị. Đó. Đó, lô đất của mình là không vướng con thủy gì quý anh chị ha, đối diện là ruộng muối luôn, cực đẹp luôn. À, đây. Đó. Ngang năm sau 20 quý anh chị ha. Full thổ cư luôn. Đó. À, lúc trước là chủ mua vào mà 1.750 nha quý anh chị. Nay ngọt bán chỉ có là 1 tỷ thôi. Thì anh chị nào mà thích cái miếng này thì liên hệ cho em ha. Ở đây là đường nhựa vỉa hè thông thương hết luôn nha quý anh chị. Đây là vỉa hè này. Vỉa hè này là hơn 2 mét quý anh chị ha. Đó, đường là hai ô tô tránh nhau. Đó, sát đường tỉnh lộ 4A luôn nha quý anh chị. Thì anh chị nào mà có tiền mặt ngay lúc bây giờ thì quá là ok luôn quý anh chị ha. Thì mua đất được cái nhựa, mua những cái sản phẩm là cách đây là năm 2016-17 là cũng đã giá này rồi quý anh chị ha. Đó, nhưng mà nay chủ cũng cần tiền cũng bắn lỗ luôn. Đó, hiện tại sổ đang ở ngân hàng quý anh chị ha. Thì anh chị này tới là thích công chứng là cứ vào ngân hàng lấy sổ ra là công chứng luôn, hoặc là đặt cọc rồi chủ lấy sổ ra là mình công chứng nha quý anh chị. Thì cái đường tỉnh lộ 4A này á, là anh chị là nếu mà đi Sài Gòn thì đi ra đây nhà mình đi bộ ra đường 4A là đi đón xe Hoa Mai Toàn Thắng thì là mình đi lên Sài Gòn được quý anh chị ha. Đó, cực kỳ gần luôn. Đó, sát bên này là có cụm khu công nghiệp An Ngãi, là đi khoảng độ tầm chưa đến 500 m là tới quý anh chị ha, cụm khu công nghiệp An Ngãi nha quý anh chị. Đó, thì còn cách cái biển Hồ Tràm là đi khoảng độ tầm 25 km là đến quý anh chị ha. Đó, hướng này đi về trung tâm thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đó, về đường dẫn cao tốc ha. Mình là đường này là đường nhựa thông thương hết nha quý anh chị, không có bị cục ha. Đó, đất mình là hướng đông nam luôn, cực kỳ mát mẻ luôn. Đó. Đó, nè. Đó, cái công ty xí nghiệp này nói chung là sang sát hết quý anh chị ha. Đó. Thì anh chị nào mà thích cái lô đất này thì cứ liên hệ cho em ha. À, số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Sẵn đây em cũng xin giới thiệu thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em ra bán phụ ha. À, để em quay với vị trí cho chị xem nha. Ha. Thì đây ngã ba chợ Bến nè, mình từ đây là ngã ba chợ Bến tầm chưa đến 500 m nha quý anh chị. Thì từ đây anh chị đi về biển Long Hải là đi khoảng độ tầm 7-8 km là đến ha. Rồi cách thành phố Bà Rịa khoảng độ tầm 3 km là tới trung tâm, 4 km là tới trung tâm thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. À, còn tới ngay vòng xoay Con Rồng đón đầu cao tốc thì đi khoảng độ tầm 3 km chưa đến ha. À, rồi từ vị trí của mình anh chị đi về thành phố Vũng Tàu đi khoảng độ 25 km nha quý anh chị. À, cực kỳ gần luôn, trung tâm nha quý anh chị ha. À, sát cái đường tỉnh lộ 4A này. Thì anh chị nào mà thích thì cứ liên hệ cho em ha. Số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Này. À, đây là cái sổ nha quý anh chị. Diện tích là 100 m², sử dụng riêng quý anh chị ha. Rồi, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha.